Thầy Park bật khóc đau xót khi nói về huấn luyện viên Chu Dì, người hâm mộ cả nước nhung nhớ, cả Đông Nam Á trầm ngâm. Một thảm họa đã giáng xuống đầu đội tuyển Việt Nam, kính thưa quý vị. Đội tuyển Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên chia tay Asian Cup 2023 sau thất bại 0-1 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 vòng bảng diễn ra tối 19 tháng 1. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, những chiến binh sao vàng mới bại trận trước Indonesia. Và giờ thì đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người từng dẫn dắt và tạo nên những kỳ tích với đội tuyển Việt Nam, cũng cảm thấy buồn lòng và đưa ra những lời nhận xét về lối chơi mờ nhạt của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Dì. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại thiếu sự sáng tạo và linh hoạt trên hàng công. Trận đối đầu với Indonesia vừa qua, chúng ta thường xuyên mất bóng ở những vị trí quan trọng, dẫn đến việc không thể tạo ra áp lực lên khung thành đối thủ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng việc thay đổi chiến thuật và đội hình liên tục đã khiến cho các cầu thủ mất đi sự tự tin và đồng lòng. Khi bạn thay đổi quá nhiều, sẽ khó để tạo ra sự ổn định. Huấn luyện viên Park cũng nhấn mạnh về vấn đề tâm lý của các cầu thủ mỗi khi gặp những đội bóng ngang cơ hoặc cửa dưới. Trong tâm thế buộc phải thắng, sự bối rối, lo âu, nôn nóng, vội vàng lại bắt đầu xuất hiện. Khi chúng ta nắm quyền tự quyết, khi chúng ta đang ở rất gần với chiến thắng, chúng ta lại gục ngã trước cửa thiên đường. Trong nửa năm qua, huấn luyện viên Philip Chu Dê gặp bóng đá Indonesia 2 lần thì thua cả 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo khuyến khích đội tuyển Việt Nam cần quay trở lại với lối chơi tập trung và kiên nhẫn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội từ các pha đá phạt. Chúng ta có nhiều cầu thủ tài năng và kỹ thuật, hãy tận dụng điều đó. Trong trận đối đầu với Indo, hàng thủ đội tuyển Việt Nam thường xuyên mất tập trung ở những tình huống quyết định. Sự không đồng lòng giữa các trung vệ và tiền vệ phòng ngự đã tạo ra những khoảng trống mà đối thủ dễ dàng tận dụng. Đặc biệt, việc không giữ chặt vị trí và áp sát đối thủ đã khiến cho đội tuyển Việt Nam phải trả giá trong các tình huống tấn công nhanh của đối thủ. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo ra sự kết nối với hàng công. Kiểm soát bóng thì có đấy, nhưng đó chỉ đơn thuần là những đường truyền đơn giản giữa các tiền vệ và hậu vệ với nhau, không phải là các pha phối hợp nhằm tạo ra các cơ hội sáng nước cho các tiền đạo để tạo sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Sự thiếu sáng tạo, kỹ thuật và tốc độ đã khiến cho lối chơi trở nên dễ đoán và đơn giản. Đặc biệt, việc không có một bộ não trên hàng tiền vệ đã khiến cho đội tuyển Việt Nam khó khăn trong việc kiểm soát bóng và tạo ra những đường truyền quyết định. Hàng công của đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo ra sự đe dọa thực sự cho khung thành của đối thủ. Sự thiếu hỗ trợ từ tiền vệ đã khiến cho các tiền đạo thường xuyên bị cô lập và không có cơ hội để kết thúc. Đặc biệt, việc không có một tiền đạo cắm chất lượng đã khiến cho đội tuyển Việt Nam thiếu điểm tựa trên hàng công. Huấn luyện viên Chu Dê đã áp dụng một lối chơi quá bảo thủ và không linh hoạt. Nó thể hiện qua những pha xử lý non nớt, ngớ ngẩn, lối đá thì vô hồn. Việc không thay đổi chiến thuật và đội hình trong quá trình trận đấu đã khiến cho đội tuyển Việt Nam không thể tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ. Đặc biệt, việc áp dụng lối chơi kiểm soát bóng mà không có sự sáng tạo và đột biến đã khiến cho đội tuyển Việt Nam trở nên dễ dàng bị đối thủ đọc vị. Chúng ta yếu ở khâu kiểm soát bóng, thiếu bình tĩnh trong việc chịu sức ép hay chuyền hỏng, đồng thời cự ly đội hình quá xa so với khung thành đối thủ, dẫn đến tấn công không hiệu quả. Tôi khá ngạc nhiên với cách dùng người của huấn luyện viên Chu Dê ở trận đấu với Indonesia. Sở dĩ nói thế bởi ở trận gặp Nhật Bản, do xác định sẽ thua đối thủ quá mạnh, nên việc huấn luyện viên Chu Dê tung nhiều cầu thủ trẻ vào chơi, do thoải mái tinh thần, nên họ đá rất bốc lửa. Đó là điều có thể hiểu được. Chưa kể ở trận đấu ấy, tuyển Nhật có vẻ cũng không bung sức để tràn lên tấn công nhiều, nên cầu thủ của ta có đất diễn. Tuy nhiên, đến trận gặp Indonesia sẽ khác hẳn. Đầu tiên, Indonesia là đội bóng quá quen thuộc với Việt Nam khi nằm ở cùng khu vực Đông Nam Á. Và từ năm 2019 đến nay, họ toàn thua chúng ta. Do toàn thắng trong vòng 5 năm qua, nên có lẽ huấn luyện viên Chu Dê chẳng nghĩ là chúng ta sẽ thua. Tuy nhiên, hãy nhìn trận đấu tối 19 tháng 1 mà xem. Indonesia vừa trẻ, vừa có thể hình, thể lực và kỹ chiến thuật rất tốt. Bên cạnh đó là những miếng đánh đa dạng. Điều ấy khác hẳn với một Indonesia chỉ có thể lực và chơi băm bổ như trước đây. Do đó, họ đã khiến các tuyển thủ Việt Nam bất ngờ khi chơi phủ đầu ngay lúc khai cuộc. Trước một Indonesia quá quen thuộc, lẽ ra chúng ta phải có những cầu thủ nhiều kinh nghiệm từng đối đầu với họ để có thể khắc chế cách chơi. Nói đâu xa, ở trận gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam đang có một Hùng Dũng cầm trịch tuyến giữa rất ổn, nhưng trận này thì anh lại không có mặt và thay vào đó là một Quang Hải. Ở tuyến trên, một Văn Tùng quá non kinh nghiệm lại được tung vào thay Đình Bắc ngay từ đầu thay vì Văn Toàn. Chưa kể cách thay người của huấn luyện viên Chu Dê cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi.
Ngoài ra, huấn luyện viên Park chia sẻ thêm một cách rất hài hước như sau. Nếu tôi là một nhà tiên tri, tôi sẽ dự đoán rằng huấn luyện viên Chu Dê sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng may mắn thay, tôi chỉ là một huấn luyện viên, không phải là một nhà tiên tri. Huấn luyện viên Park Hang-seo không quên gửi lời khuyên cho người kế nhiệm của mình như thế này. Bóng đá không chỉ là chiến thuật, đó còn là tình yêu, niềm đam mê và lòng quyết tâm. Tôi hy vọng huấn luyện viên Chu Dê sẽ khơi dậy lại được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và đưa đội tuyển Việt Nam trở lại con đường chiến thắng. Sau những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo, cộng đồng mạng đã không ngừng để lại những bình luận hài hước. Một số bình luận cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo đang dự đoán tương lai của huấn luyện viên Chu Dê, trong khi một số khác lại đùa vui về việc huấn luyện viên Park sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, trên trang Asian Football, nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã để lại nhiều bình luận về trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Indo. Trong đó, một số người hâm mộ đã nhắc tới huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi trận đấu khép lại. Khán giả Ali Rishiana bình luận: Bạn có nhớ huấn luyện viên Park Hang-seo không? Đội tuyển Việt Nam mà không có huấn luyện viên Park Hang-seo thì chỉ chung đẳng cấp với Lào và Campuchia mà thôi. Đội tuyển Việt Nam hãy trở lại mạnh mẽ hơn nhé. Cổ động viên Đông Nam Á khác gửi lời động viên tới thầy trò huấn luyện viên Chu Dê. Đội tuyển Việt Nam thực sự không thể tấn công đến khung thành của đối phương. Đội tuyển Việt Nam đã có một số cơ hội ngon ăn 10-10 khi đối phương mắc sai lầm. Nhưng đội tuyển Việt Nam đều không tận dụng được cơ hội đó trở thành bàn thắng. Đây là tín hiệu hết sức nguy hiểm trước vòng loại World Cup 2026. Chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam khiến các cổ động viên Indonesia hết sức phấn khích. Một người hâm mộ đất nước vạn đảo cho hay: Hãy sớm diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Nhật Bản. Indonesia cần một đối thủ xứng tầm hơn. Nhà vua mang tên Indonesia đã trở lại. Một cổ động viên thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội: Ông Park Hang-seo đúng là không biết tấn công, nhưng giỏi thủ. Thời ông Park, chỉ đội tuyển Thái Lan mới làm toang hoác hàng thủ chúng ta mà thôi. Nhìn huấn luyện viên Chu Dê bất lực trước Indonesia mới thấy ông Park tài cao. Sau 5 năm, huấn luyện viên Shin Tae-yong có lần đầu tiên được tận hưởng chiến thắng trước tuyển Việt Nam, dù lối chơi vẫn cũ. Sự nghiệp của huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể khác đi nhiều ở Đông Nam Á nếu không đụng huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Shin thì bế tắc hoàn toàn trong việc làm cách nào thắng Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo, từ lối chơi xấu xí đến làm nhiều trò tâm lý chiến trên mạng xã hội và bày học trò chơi tiểu xảo để hòng có lợi thế theo cách thiếu tinh thần fair play. Câu chuyện tranh cãi từng diễn ra ở trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2022. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đăng một đoạn clip trên mạng xã hội để gây sức ép lên Đoàn Văn Hậu lẫn các trọng tài. Ông còn bày mắc lóc giả vờ bị tấn công khi kèm Văn Hậu. Nhưng Indonesia vẫn không thay đổi được phận bại tướng khi thua Việt Nam 0-2 và bất lực hoàn toàn trong việc triển khai cách chơi. Mọi thứ đã thay đổi vào tối 19 tháng 1. Huấn luyện viên Shin Tae-yong lần đầu được ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ông thắng trận nên phát biểu đầy dễ chịu, không còn gay gắt như trong quá khứ. Cựu huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc nói thắng Việt Nam nhờ may mắn. Thực tế, huấn luyện viên Shin Tae-yong có chiến thuật hợp lý, bóp nghẹt tuyến giữa của Việt Nam trong phần lớn thời gian. Việt Nam hơn Indonesia về thời gian kiểm soát bóng là 57 so với 43%, nhưng kém 6 lần dứt điểm và chịu một thẻ đỏ. Chiến thắng của Indonesia đến từ sai lầm của Thanh Bình, nhưng kết quả phản ánh sự vượt trội về cách chơi so với Việt Nam. Con số kể trên đối nghịch hoàn toàn so với trận bán kết lượt về AFF Cup năm 2022. Indonesia hơn Việt Nam về thời gian kiểm soát bóng 53 so với 47%, nhưng không có nổi một lần dứt điểm trúng đích. Việt Nam dễ dàng hạ Indonesia 2-0 nhờ huấn luyện viên Park Hang-seo có đấu pháp hợp lý, cao tay hơn huấn luyện viên Shin. Tài nghệ của huấn luyện viên Park Hang-seo được thể hiện cụ thể bằng kết quả trước huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tuyển Việt Nam thắng 2 lần với tỷ số 4-0 và 2-0, hai trận hòa không đều. U23 Việt Nam hạ Indonesia 3-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo ít nói theo kiểu giao giảng về lý thuyết hay các mục tiêu xa vời. Ông đúc kết về nghề cầm quân: Làm huấn luyện viên, đừng nói suông, hãy chứng minh bằng kết quả. Dưới thời ông Park, bóng đá Việt Nam thay đổi số phận hoàn toàn trước Indonesia. Việt Nam có đến 11 trận bất bại trước khi nhận 2 thất bại liên tiếp thời huấn luyện viên Chu Dê. Trước trận thua tại Qatar, Phù Thủy Trắng đã dẫn dắt U22 Việt Nam. Tại bán kết SEA Games 2023, huấn luyện viên Chu Dê cùng học trò để thua Indonesia 2-3 dù được chơi hơn người.
Cú ném biên xa lợi hại của hậu vệ Pratama Adhan đã khiến tuyển U23 Việt Nam thủng lưới đến 2 lần. Sau đó thì Adhan bị truất quyền thi đấu, Việt Nam vùng lên và gỡ hòa 2 đều. Nhưng rồi vẫn gục ngã đầy cay đắng ở phút bù giờ, sau một tình huống phòng ngự non kinh nghiệm. Tròn 20 năm trước, huấn luyện viên Chu Dê dẫn dắt Qatar tham dự Asian Cup. Ở trận đấu tại vòng bảng, đại diện Trung Đông bất ngờ để thua Indonesia 1-2 ngay trận ra quân. Hai ngày sau, huấn luyện viên người Pháp cũng bị sa thải. Tại giải đấu đó, Qatar của ông Chu Dê xếp bét bảng với vỏn vẹn 1 điểm khi cầm hòa Bahrain. Trở lại với Asian Cup năm 2023, thất bại trước Indonesia đã dập tắt mọi hy vọng của thầy trò Chu Dê. Ở lượt cuối, màn so tài với Iraq chỉ còn mang tính thủ tục. Ngay cả khi hạ đối thủ Tây Á với tỷ số đậm, Việt Nam vẫn xếp sau Indonesia, Nhật Bản, do thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm số. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chưa có ý định sa thải ông Chu Dê. Tuy nhiên, trận đấu vào ngày 26 tháng 3 tại vòng loại World Cup gặp Indonesia có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để vị chiến lược gia này cứu vãn chiếc ghế đang lung lay. Phát biểu sau trận thua tai hại, huấn luyện viên Chu Dê nói: "Tôi thất vọng vì đội thua trận. Kết quả hôm nay khiến đội không thể đi tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Toàn đội không được phép từ bỏ. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là tinh thần. Các cầu thủ chiến đấu không ngừng, dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền. Họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình trong các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng thủ. Dù thua, một số cầu thủ đã thể hiện tốt, vượt kỳ vọng. Đây là điểm mà tôi ghi nhận." Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.